Trong video này, kênh YouTube Kho Tư liệu Xây dựng xin kính giới thiệu đến quý vị về kiến trúc và nội thất của một cái sảnh tiệc cưới của một cái trung tâm hội nghị tiệc cưới và sự kiện cao cấp. Chúng ta có thể dùng tới cái từ luxury. Thì đây là cái cửa bước vào của sảnh. Phía trước cửa là một cái khu vực khách chờ, có thể là chụp hình lưu niệm. Sảnh này là trước thang máy. Đây là các cái cửa thang máy tại cái tầng của sảnh tiệc. Đây là cầu thang bộ, thang thoát hiểm. Đây là trần nhà phía bên trên khu sảnh chờ, khu sảnh chung, ngay khu vực hành lang. Lưu ý là chúng ta có hai cái cầu thang bộ nhé. Đây là một cầu thang bộ, hai cầu thang bộ đối diện hai bên. Đấy, kiến trúc xa lược của cầu thang bộ tương đối là rộng rãi, chất lượng thi công, chất liệu trang trí nó cũng cao cấp như này. Rồi, còn cái chúng tôi sẽ bắt đầu đi vào bên trong, vào bên trong sảnh tiệc.
đại bộ ngành chứng khoán sẽ chính thức bắt đầu. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị các tiếng vui mừng của thị trường hồi để được tham gia chương trình. Và chúng tôi xin nước dịp nói sơ về phản quan chương trình từ 18 giờ đến 19 giờ đón tiếp khách mời, khách quý vị mời và hoan nghênh. Từ 19 giờ đến 20:30 bắt đầu chương trình gồm văn nghệ, phát biểu của giám đốc công ty, trao thưởng cho nhân viên tiêu biểu năm 2017. Từ 20 giờ đến 22 giờ, ốc thông thức thử và các tiết mục văn nghệ. Xin chào tạm biệt quý vị.